Xin chào các bác nhá. Rồi, đầu video thì cho em xin chúc các bác một ngày mới vui vẻ, may mắn. Rồi, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Hôm nay chủ nhật được rảnh thì em đi quấn bẫy các bác này. Quấn hết bẫy về đây. Bẫy thì không được con nào nhưng mà hôm nay em gặp một bé hổ ngựa đã phơi nắng. Em vừa chụp được nó đây, nó chắc tầm khoảng được 7-8 lạng các bác ạ. Em lại giả chết rồi đây. Này em hết mùa săn bẫy em đi xin làm công ty. Tháng năm nắng ấm thì lại đi bẫy tiếp các bạn. Hôm nay đi quấn hết bẫy về thì bẫy không được nhưng mà chụp được em này ra phơi nắng. Rồi, các bác xem video thấy hay, thương mến thì để lại em xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để lan tỏa video đến mọi người nhé các bác nha. Này gặp một con rắn ráo cũng bự nữa nhưng mà không vồ được, rắn ráo nhanh quá. Chụp được mỗi em hổ ngựa này. Đây, lồng của em đây. Đây nó một số thôi, còn một số em để ở ngoài ngoài đầm, ngoài ao. Năm ngoái em đánh 110 cái nhưng mà mất hết thì năm nay còn được một nửa, còn được tầm khoảng gần 60 cái. Lúc chụp được em này thì không kịp quay, giờ về quay chia sẻ cho các bác xem cho vui. Em muốn giả chết các bạn. Không cửa nữa rồi. Nhận cái loại này nó hung. Lúc chụp nó táp. Táp em niên nị ạ. Táp như chưa bao giờ táp. Giả chết đấy các bạn. Em giả chết, nhìn đáng yêu chưa. Này mà thả tay ra là nhanh như một cơn gió này ấy. Ôi, thì đến đây em cũng xin kết thúc video nhé các bác nhá. Rồi, lời cuối em xin chúc các bác xem video vui vẻ, thấy thương mến thì cho em xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ video đến mọi người nha các bác nhá. Em xin chào các bác nhé.